Tôi đang hỏi nghe, giờ tôi đang đổi chưa? Bao tử cần chào chưa? Dạ, bây giờ giải quyết cái bao tử trước nghe tôi biết chưa? Đây, bây giờ tôi thấy đưa mình đi chuẩn đi ăn sáng với cha. Nhưng mà bình thường mà tôi thấy là cái mức độ là một số lượng khách hơn cần phải quỳ nhiều. Tôi hỗ trợ cho mình ngồi trên cái bàn này chậm tôi mình ăn luôn. Nhưng mà cái đầu hiện tại của mình là với và cho nên là không thể nào mà mình ngồi chung trên một cái tàu như thế này, bởi vì ngồi chung thì là người này đổ cho người kia, cho nên là để bảo đảm an toàn cho tất cả của đứa chị mình, thì nó sẽ đưa mình vô những cái bàn sáng trước trước của mình ngồi xanh xanh đấy quý vị. Cái này có bàn có ghế, mình lên đây mình ngồi ổn chừng chừng con, và con ra con hỗ trợ con ở đây con một triệu tình tơ mình ra. Nhưng mà lưu ý với con nha, tất cả đều là trái cây tư quen của mình, tôi đứa chị vui lòng mang theo giúp con luôn. Sau đó khi ăn sáng xong, con sẽ hỗ trợ cho mình hai cây màu hạch vừa đứng thật tàu, hai cây màu xanh vừa đứng thật tàu. Dạ, cho nên là tôi biết được cái yên tâm được con nha. Mình cứ mang nó thăm sản tư trên đồ đạc của mình đi xuống ra đây. Ở trên này nó có một cái bàn dài đó, tôi biết gì mình ngồi, mình có thể đợi lên tư dưới của con nha. Mà đi một cái đoạn chung như thế này, mình nhớ mình ngồi chung cho con một chữ bàn hoặc hai chữ bàn thôi. Đừng có tắt bàn nghe cái đứa chị, tại vì cha không có kéo mặt để tất cả cái đứa chị mình. Bởi vì mình sẽ có không chú nhớ hết. Cho nên là mình đưa cho đứa chị tắt ra, con chứ không có nghe để cho đứa chị mình quay lại chung tàu của mình nha. Rồi, có bàn ăn sáng là người tôi nhớ thì mình tự tính giúp con nha. Chúng ta bao hết 4, 2 bê rồi con chữ rồi nha cho đứa chị. Rồi, cho nên là gia đình cứ mình tự tính giúp con. Rồi, sau khi ăn sáng xong con cứ hỗ trợ cho
No. Thank you.